Quý khán giả thân mến, đại dịch COVID-19 diễn ra trong năm 2022 đã để lại nhiều nỗi buồn cho các gia đình, trong đó có những đứa trẻ trở thành trẻ mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. Đó là mất mát không gì có thể bù đắp được, nhất là đối với những em mồ côi cả cha lẫn mẹ. Để xoa dịu và bù đắp những đau thương mất mát đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam triển khai thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu. Đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến trẻ em mồ côi chịu nhiều thiệt thòi. Trong chương trình Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phát sóng vào lúc 13:30 ngày 11/11/2024, mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về việc thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu trong các cấp hội phụ nữ của huyện Chi Minh Châu. Chương trình còn được phát trên ứng dụng điện thoại Tây Ninh TV cùng các hạ tần số, fanpage, YouTube và website chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh.